ba nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng, ngoài đời đều là công an, hôn nhân viên mãn và giàu có. Bảo Thanh, Minh Hương và Trúc Mai đều là những diễn viên nữ nổi tiếng tài năng và xinh đẹp, quen thuộc với khán giả truyền hình. Và điều thú vị nhất về ba nữ diễn viên này là ngoài đời, họ đều là công an. Người mang hàm thượng úy, người hàm thiếu tá, khiến nhiều người ngưỡng mộ và nể phục. Bảo Thanh, siêu giàu là diễn viên của nhà hát Công an Nhân dân. Bảo Thanh sinh năm 1990 tại Bắc Giang, trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Từ năm 8 tuổi, Bảo Thanh đã bén duyên với nghề khi tham gia phim Vào Nam ra Bắc và nhận ngay giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 năm 2001. Bảo Thanh từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và sở hữu nhiều giải thưởng về nghề nghiệp. Cô từng đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2014 qua phim Người Chồng Điên. Nữ diễn viên ấn tượng tại Đài truyền hình Việt Nam Awards năm 2017 và 2018 qua hai bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng và Về Nhà Đi Con. Hiện tại, Bảo Thanh đang là diễn viên của nhà hát Công an Nhân dân và theo thông tin từ đơn vị này, cô đã quyết định gắn bó với nơi đây. Hồi giữa năm 2023, trong chương trình Nghe Nhạc Cùng Tôi của Đài truyền hình Việt Nam, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi thích ngành công an. Chồng tôi cũng là một chiến sĩ công an và tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với các chiến sĩ. Nó giống niềm tự hào và hãnh diện. Khi tôi nói với anh ấy rằng muốn quay lại làm sân khấu vì sân khấu là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ thì anh ấy đồng ý ngay." Bảo Thanh lập gia đình khá sớm khi còn đang học năm thứ 3 đại học. Hiện tại, nữ diễn viên có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con. Cô cũng sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Trên mạng xã hội, Bảo Thanh nhiều lần tiết lộ về tài sản của mình gồm 3-4 căn biệt thự và chung cư cao cấp và villa kinh doanh nghỉ dưỡng. Vợ chồng Bảo Thanh hiện cũng sống trong biệt thự rộng khoảng 200m² tại Hà Nội. Nữ diễn viên sở hữu vài chiếc xế hộp bạc tỷ. Năm 2022, Bảo Thanh từng đăng status tổng kết năm trên trang cá nhân với nội dung: mua thêm nhà, tiết kiệm được thêm mấy tờ hồng đỏ, một em BMW kép đỏ và có thêm một em bé. Diễn viên Minh Hương, nữ thượng úy xinh đẹp. Minh Hương sinh năm 1985, nổi tiếng sau khi tham gia phim Nhật ký Vàng Anh phần 1. Sau dự án này, cô tham gia một số phim như Zippo Mù Tạt và Em, Lời Du Mùa Đông, Tình Yêu Không Hẹn Trước, 11 tháng 5 ngày, Đội Điều Tra số 7 và nhiều phim khác. Tuy nổi tiếng ở vai trò diễn viên, nhưng không phải ai cũng biết Minh Hương vốn là một nghệ sĩ chơi đàn tì bà chuyên nghiệp. Cô từng theo học Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam suốt 10 năm và hiện tại được biết đến là một MC, biên tập viên của đài truyền hình với hàm thượng úy công an. Là một chiến sĩ công an làm truyền hình, Minh Hương thường xuất hiện trong rất nhiều bộ quân phục, khi là của lực lượng cơ động, lúc là an ninh hay giao thông, để truyền tải thông tin về công việc đặc thù của từng đơn vị. Với cô, đây là niềm vui, niềm hạnh phúc và sự hãnh diện. Bên cạnh sự nghiệp, Minh Hương có một gia đình viên mãn bên chồng là kiến trúc sư, cùng hai con đủ nếp đủ tẻ. Năm 2022, nữ thượng úy công an mua một căn chung cư cao cấp tại Hà Nội. Nơi ở của cô là hai căn chung cư đập thông nhau, được thiết kế đẹp và sang trọng không thua gì khách sạn 5 sao. Nhờ cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thăng tiến, Minh Hương giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi U40. Mỗi lần cô xuất hiện, luôn nhận được rất nhiều lời khen từ đồng nghiệp, bạn bè cũng như khán giả. Diễn viên Trúc Mai, thiếu tá ở tuổi 35, hôn nhân viên mãn. Diễn viên Trúc Mai sinh năm 1987 tại Hải Dương. Cô ghi dấu ấn cho khán giả qua các phim như Người Đàn Bà Thứ Hai, Đi Qua Bóng Tối, Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn, Hãy Nói Lời Yêu, Làng Trong Phố, Món Quà Của Cha, Những Nẻo Đường Gần Xa, vân vân. Trúc Mai đầu quân về nhà hát kịch Công an Nhân dân năm 2010. Tuy nhiên, sau đó không lâu thì mẹ Trúc Mai mất vì ung thư. Biến cố này khiến cô quyết định chuyển công tác về phòng công tác chính trị, công an tỉnh Hải Dương,
để được gần gia đình tiện chăm sóc cho bố. Sau đó, nữ diễn viên lấy chồng sinh con. Mãi tới năm 2020, cô mới quay lại nhà hát kịch Công an Nhân dân với vai trò là diễn viên. Trúc Mai được phong hàm thiếu tá năm 35 tuổi, là một nghệ sĩ công tác trong ngành công an. Trúc Mai phải tuân thủ khá nhiều quy định riêng thuộc phạm trù điều lệnh của ngành. Cô chia sẻ rằng, tôi không được thoải mái nhuộm tóc, việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cũng phải tiết chế. Tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ đều có quy chuẩn như thế sẽ rất hay, ai cũng có ý thức về nghề nghiệp và bản thân mình hơn. Bên cạnh sự nghiệp, Trúc Mai hiện có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Chồng nữ diễn viên là công an chính quy, dù không làm nghệ thuật, nhưng anh rất tâm lý và luôn chiều vợ, hết lòng ủng hộ công việc của vợ. Trúc Mai có hai con, một trai một gái. Cô sinh bé thứ hai năm 2022, khi con trai đầu 11 tuổi. Trúc Mai nhận mình may mắn khi không chỉ được chồng cổ vũ đam mê, mà con trai cũng chủ động đề nghị hỗ trợ mẹ chăm em để mẹ được làm nghệ thuật. Có lẽ vì sự nghiệp thăng hoa, hôn nhân hạnh phúc, đời sống kinh tế thoải mái nên ở tuổi U40, bà mẹ hai con Trúc Mai vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!